Xin chào tất cả các bạn. Trong video này sẽ hướng dẫn làm lab sẽ thực hiện sắp xếp chuỗi. Yêu cầu của bài là xây dựng chương trình sắp xếp chuỗi, thực hiện nhập vào 5 chuỗi ký tự và thực hiện sắp xếp hiển thị các chuỗi sau khi đã thực hiện sắp xếp. Chạy chương trình Visual Studio Code và kết vào lớp 7 new file string short .c nhấn enter thì để có thể nhanh chóng uh, gõ các cái nội dung thì chúng ta có thể copy và dán vào trong cái file string short return zero và trong này thì sẽ khai báo một mảng các cái uh, chuỗi thì để khai báo một mảng chuỗi thì trước hết là sẽ khai báo là năm chuỗi và mỗi chuỗi sẽ có chứa 20 ký ký tự và sử dụng cái vòng lập for để nhập nội dung cho các cái chuỗi này trong này là nhập năm cái chuỗi và sẽ hiển thị nhập chuỗi và phần trăm D thì chúng ta sẽ y cộng cho một và sau đó thì có thể sử dụng hàm scanf hoặc là sử dụng hàm gets thì cho phép là đọc một cái chuỗi đây là sr chuỗi thứ y nào đó và sau khi nhập và đọc được cái nội dung của chuỗi thì chúng ta có thể dùng cái vòng lập for để hiển thị lại cái nội dung chuỗi vừa nhập tức là danh sách các cái chuỗi vừa nhập ở trong này thì sẽ in ra đó là phần uh, siệt n đó là xuống dòng và phần trăm s là in cái nội dung vừa nhập vào cái này là in cái chuỗi thứ y và hiển thị bring app chuỗi vừa nhập phần trăm acik uh, n để em xuống dòng sau đó kích phải chọn run câu để chạy chương trình và chúng ta thấy là có cái um, nội dung đó là nhập vào cái chuỗi đây thì uh, nhập vào chuỗi thứ nhất đó là hello văn hà tiến thành và nhấn enter thì cái nội dung của chuỗi vừa nhập đó là hello văn hà tiến thành như thế này ở đây thì giờ chúng ta gõ uh, CRS, tức là clear screen để xóa các cái kết quả thực hiện ở trước và quay trở lại cái nội dung của ở cái chương trình thì trong này thì tiếp tục là bổ sung ở các cái phần cho phép là sắp xếp dữ liệu thì sử dụng cái thuật toán là sắp xếp đổ bột thì sử dụng hai cái vòng for vòng for ngoài thì chạy từ y bằng 0 cho tới y bằng 4 và cái vòng for thứ hai thì sẽ chạy từ y bằng y cộng 1. À, tức là đây chúng ta có thể là uh, chỉnh lại cái vòng for thứ hai đó là in j và j chạy là tới 5. Và trong này thì uh, sẽ điều chỉnh là thay vì chạy từ 0 thì chạy từ y cộng cho 1. Và thực hiện kiểm tra, đó là string compare và ở đây thì cái chuỗi thứ y với cái chuỗi thứ g và nếu mà lớn hơn không thì chúng ta sẽ thực hiện hoán đổi cái giá trị của hai chuỗi và trong này thì sẽ khai báo cái biến tạm với cái kích thước đó là 20 ký tự và gọi thực hiện đó là string copy và sẽ copy từ cái nguồn sang cái đích, cái nguồn đó là à, cái đích đó là tham và cái nguồn đó là cái chuỗi thứ y và tương tự đó là string copy. Và copy cái chuỗi thứ j sang chuỗi thứ y và chúng ta lưu ý là cái destination thì nó đặt ở trước và vì vậy thì cần phải là xác định cái destination và cho chính xác cũng như là xác định cái vị trí của các cái tham số cho chính xác thì chúng ta mới nhận được các cái kết quả phù hợp và sau khi thực hiện sắp xếp dữ liệu sử dụng hai cái vòng lập for và sử dụng thuật toán là sắp xếp nội bộ thì kích phải chọn run câu để chạy chương trình và kết quả nhập vào chuỗi thứ nhất Nhấn thành hà tiên lung tùng và nhấn enter thì à, chúng ta sẽ thấy rất là rõ là cái chuỗi đã được sắp xếp theo thứ tự alpha b tăng dần đây là H L T T T và uh, khi nhập thì các cái tên thanh tiếng tùng uh, nằm rải rác uh, tuy nhiên là sau khi sắp xếp đã được uh, sắp xếp theo một cái thứ tự nhất định và đây là toàn bộ nội dung của bài thì trong đó uh, khai báo mạng hai chiều và cái chiều thứ nhất để lưu là số lượng các cái chuỗi và chiều thứ hai để lưu số các cái ký tự có trong mỗi chuỗi và sử dụng vòng lập for để nhập các cái giá trị của chuỗi và ở đây thì chúng ta sử dụng get s để cho phép là đọc cái nội dung là một chuỗi được nhập vào từ bàn phím và tiếp theo là sử dụng hai cái vòng lập for lòng nhau để cho phép là sắp xếp các cái chuỗi ở trong mảng theo cái thứ tự đó là tăng dần và sau khi thực hiện sắp xếp thì sẽ in cái nội dung của cái mảng chuỗi vừa sắp xếp cái này thì chúng ta sẽ sử dụng cái vòng lập for để thực hiện in ra và trong này thì sử dụng một số các cái hàm get s string copy tức là cho phép là sao chép cái nội dung của cái chuỗi nguồn sang cái chuỗi đích và string compare để thực hiện so sánh cái nội dung của hai chuỗi với nhau và trả về nếu là bằng không thì cái chuỗi thứ nhất và chuỗi thứ hai có giá trị bằng nhau và nếu trả về lớn hơn không thì chuỗi thứ nhất sẽ lớn hơn cái chuỗi thứ hai trong nội dung của cái bài thì mới demo ở một cái dạng đơn giản và các bạn có thể là tùy biến và tối ưu hóa cái nội dung của bài này bằng cách là định nghĩa ra thành các cái hàm và sau đó gọi các hàm ở trong cái hàm main để có thể tối ưu và tái sử dụng lại được nhiều lần. xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn